Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, với việc các báo tiếp tục gỡ khỏi trang báo của mình các quan điểm phản động có tính chất viết lại, xét lại lịch sử cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-1975, trong đó có các bài viết, phỏng vấn, clip ghi âm của Nguyễn Quốc Thước, chúng ta có thêm động lực, niềm tin trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đời sống xã hội. Đây là chiến thắng của ý Đảng lòng dân, đây là chiến thắng của chính nghĩa. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Tin Vui Nối Tiếp Tin Vui, thêm một quan điểm phản động của Nguyễn Quốc Thước được vứt vào sọt rác. Bài viết của Trịnh Lê Hoài Nam. Cuộc tổng tiến công tiêu diệt quan điểm phản động có tính chất xét lại viết lại lịch sử cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-1975 của Nguyễn Quốc Thước lại tiến thêm một bước mới quan trọng có tính quyết định. Một chiến thắng tiếp theo thuộc về chính nghĩa, thuộc về nhân dân. Quan điểm phản động của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, lính ngụy cũng yêu nước, nhằm rửa mặt chính danh cho ngụy quyền Sài Gòn, cào bằng đánh đồng sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào ta trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của cả dân tộc chống ngoại xâm là thực dân Pháp, đế quốc Mỹ với bọn tay sai ngụy quân ngụy quyền đã và đang được triệt tiêu khỏi báo chí cách mạng Việt Nam, trả lại sự trong sáng cho lịch sử, trả lại sự trong sạch cho làng báo. Sau khi clip ghi âm Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trả lời phỏng vấn báo Dân Chí, họ đang muốn xây dựng Trung Quốc thứ hai trên Biển Đông, bị gỡ họ bỏ khỏi báo Dân Chí online, thì hôm nay, ngày 13 tháng 1, 2022, báo Giáo dục Việt Nam online cũng đã noi gương gỡ bỏ hoàn toàn bài viết của Nguyễn Quốc Thước, nhìn lại cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc để một ngày sẽ lấy lại Hoàng Sa. Đây là việc làm hoàn toàn đúng đắn, đầy tinh thần trách nhiệm của báo Giáo dục Việt Nam được nhân dân đồng tình ủng hộ. Như chúng ta đã biết, sau các trả lời phỏng vấn truyền bá quan điểm phản động lịch sử năm 2014 trên báo Thanh Niên và năm 2015 trên báo Dân Chí, thì bài viết nhìn lại cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc để một ngày sẽ lấy lại Hoàng Sa ngày 13 tháng 2, 2019 của Nguyễn Quốc Thước. Một lần nữa, quan điểm tôn vinh, vinh danh sự hy sinh của 74 tên lính ngụy chết ở Hoàng Sa tháng 1 năm 1974 lại được tiếp thêm bởi liều doping mới thể hiện quan điểm xét lại, viết lại lịch sử cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-1975 một cách nguy hiểm hơn. Bài viết này tiếp tục thể hiện quan điểm cần tôn vinh 74 tên lính ngụy chết ở Hoàng Sa tháng 1 năm 1974. Bài báo này đặc biệt nguy hiểm ở chỗ Nguyễn Quốc Thước đã đánh đồng sự hy sinh xương máu của đồng bào, chiến sĩ ta đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc chống quân xâm lược Pháp, Mỹ trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc chống quân Trung Quốc xâm lược ở biên giới phía Bắc năm 1979, bảo vệ biển đảo của tổ quốc ở Gạc Ma năm 1988, với cái chết của 74 tên lính ngụy tại Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974. Thông qua bài viết trên báo Giáo dục Việt Nam, Nguyễn Quốc Thước đã tiếp tục nêu quan điểm. Hàng vạn liệt sĩ đồng bào nằm xuống năm 1978-1979 để bảo vệ biên cương cũng như xương máu của con em đất Việt đổ xuống vì sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ở Hoàng Sa năm 1974, Trường Sa năm 1988 cần được tôn vinh, tri ân như đồng bào chiến sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Và có tuyên dương vinh danh xứng đáng những người ngã xuống vì tổ quốc trên biên giới năm 1978-1979 hay ngoài hải đảo năm 1974-1988 thì các thế hệ sau này mới thấm được tinh thần bảo vệ tổ quốc của cha anh và trách nhiệm của mình. Điều này cần phải được đưa vào sách giáo khoa để giáo dục cho các thế hệ trẻ. Không chỉ có thế, trong bài viết này, Nguyễn Quốc Thước còn tuyên truyền cho quan điểm phản động khác nguy hiểm hơn nhiều, đó là Hoa Kỳ là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa. Qua đó, phủ nhận tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược của quân dân ta, coi cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc ta là chiến tranh Việt Nam hay nội chiến Bắc Nam như cách tẩy trắng lịch sử, lật sử mà đế quốc Mỹ và bọn ngụy sử đang thực hiện. Đồng thời, thông qua bài viết, Nguyễn Quốc Thước cũng thể hiện tư tưởng không có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự phát triển đi lên, sự vững vàng trường tồn của Đảng, của chế độ trên con đường xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội
và tiến lên chủ nghĩa cộng sản ở nước ta khi ông ta viết: "Thể chế có thể biến thiên theo dòng lịch sử, nhưng dân tộc mãi mãi trường tồn." Nhắc lại, để chúng ta biết những quan điểm của Nguyễn Quốc Thước nguy hiểm và tai hại thế nào đối với chế độ ta, đảng ta, nhà nước ta và nhân dân ta. Đây thực sự là những quan điểm rất phản động, là bệ đỡ cho bọn ngụy sử trong xét lại, viết lại lịch sử, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình đối với nước ta. Với việc các báo tiếp tục gỡ bỏ khỏi trang báo của mình các quan điểm phản động có tính chất viết lại, xét lại lịch sử cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-1975, trong đó có các bài viết phỏng vấn, clip ghi âm của Nguyễn Quốc Thước, chúng ta có thêm động lực, niềm tin trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong đời sống xã hội. Đây là chiến thắng của ý đảng lòng dân, đây là chiến thắng của chính nghĩa. Hy vọng rằng bài viết ghi lại cuộc trả lời phỏng vấn còn lại trên báo Dân Chí Online, cũng như bài viết ghi lại trả lời phỏng vấn trên báo Thanh Niên Online của Nguyễn Quốc Thước tiếp tục được gỡ bỏ trong thời gian sớm nhất.